Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Long An xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Thêm một nghệ thuật được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hơn 4 triệu người trên thế giới không có quốc tịch. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Nga làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Vĩnh Hưng về thực hiện công tác trẻ em và quyết định số 06 ngày 3 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện Vĩnh Hưng có hơn 13.100 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 26% tổng dân số, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 115 trẻ, trẻ em khuyết tật là 102 trẻ và 1.507 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo cho các ngành chuyên môn tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời hỗ trợ các chính sách đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, huyện có 8 trên 10 xã đạt công nhận phù hợp với trẻ em. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Nga đánh giá cao về công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em tại huyện Vĩnh Hưng, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục khắc phục các hạn chế liên quan đến công tác phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tạo môi trường sống tốt nhất để trẻ em có thể phát triển toàn diện. Thưa quý vị, Ban Dân vận huyện ủy Bến Lức phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết mô hình dân vận khéo, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy về chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường vành đai 3 trên địa bàn huyện. Đến dự có trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Phạm Văn Bốn. Trong năm 2023, dự án đường vành đai 3 đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh huyện, với tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay đạt 99% và tổ chức lễ động thổ xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo kế hoạch. Thành công từ mô hình huyện đã và đang tiếp tục nhân rộng qua các dự án khác trên địa bàn với phương châm khéo léo trong vận động, linh hoạt trong cách làm và nguyên tắc dễ làm trước khó làm sau. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình dân vận khéo, thực hiện tốt chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường vành đai 3 trên địa bàn huyện năm 2023. Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Trương Quốc Dinh làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023 đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành. Tại buổi kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai toàn diện công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thưa quý vị, năm 2023, kết quả công tác thi hành án đều vượt cả hai chỉ tiêu về việc và về tiền, lần lượt đạt tỷ lệ gần 87% và gần 60%. Tuy nhiên, kết quả thi hành án chưa thật sự bền vững, lương án tồn năm 2023 chuyển sang năm 2024 còn khá cao. Đó là đánh giá tại hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động thi hành án dân sự năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm vận động thi hành án dân sự năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động thi hành án dân sự năm 2024. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện sẽ phối hợp các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức rà soát vận động, kết hợp với việc xác minh phân loại án để có biện pháp giải quyết từng trường hợp, đồng thời kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thích hợp đối với những người phải thi hành án, có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, né tránh kéo dài việc thi hành án. Được biết, đợt cao điểm vận động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Tân Hưng được triển khai thực hiện từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 17 tháng 5 2024. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế công trình cải tạo đình Tân Xuân. Đình Tân Xuân tọa lạc tại thị trấn Tầm Chu, được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đình được trùng tu tôn tạo vào tháng 1 năm 2024, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn chỉnh. Để ngôi đình xứng tầm là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, huyện Châu Thành quyết định đầu tư công trình cải tạo đình Tân Xuân gồm các hạng mục: nâng nền lát gạch sân đình, làm mới cổng chính, cổng bên trong sân đình, xây hàng rào kiên cố và thiết kế lại nhà ăn mới,
với kinh phí dự kiến khoảng 2 tỷ 800 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Thưa quý vị, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Giang Chấn, tỉnh Yên Bái vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật tri thức dân gian. Đây là một nghề thủ công truyền thống gắn bó bao đời với bà con người Mông ở vùng cao Yên Bái. Thêm một nghệ thuật được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ làm phong phú thêm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông ở các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, mà còn giúp các địa phương này có thêm động lực tạo ra các mặt hàng thổ cẩm đa dạng để quảng bá, giới thiệu với du khách, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch. Thưa quý vị, sau 3 năm học triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chất lượng giáo dục có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả tích cực. Trong năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Hưng đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng giáo dục. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Hưng năm học 2023-2024 này, trường có 17 lớp với trên 680 em học sinh. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp học được thực hiện theo quy định. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thì việc tổ chức tiết học ngoài trời cho học sinh trải nghiệm thực tế cũng được nhà trường chú trọng thực hiện. Em đã học lý thuyết trên lớp, hôm nay cô đã tổ chức cuộc đi quan sát cây hoa. Em cảm thấy rất là thích, ít và dễ nhớ bài. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì giúp các em học tập nâng cao hiệu quả về chất lượng thông qua việc đánh giá về phẩm chất và năng lực của học sinh, chuyển từ hình thức học tập nặng về kiến thức sang hình thức thực hành, các em vận dụng học tập thực hành được kết quả tốt hơn và đánh giá học sinh toàn diện về phẩm chất và năng lực của học sinh. Là một trong những trường thuộc xã giáp biên giới, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của trường tiểu học Hưng Điền cũng gặp phải không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh ở trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thì bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch bài dạy theo từng đối tượng học sinh trong lớp. Bên cạnh đó thì tôi sử dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học như là phương pháp quan sát, phương pháp đàm thoại, tổ chức nhiều hình thức như là trò chơi, thảo luận nhóm. Ngoài ra thì tôi còn sử dụng triệt để đồ dùng dạy học có sẵn và làm mới thêm một số đồ dùng dạy học phù hợp với tiết học. Để tạo hứng thú cho học sinh thì tôi còn sử dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy như là trò chơi cho học sinh xem tranh ảnh. Để thực hiện tốt hơn nữa cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới, Phòng Giáo dục Đào tạo luôn kịp thời tham mưu với nhân quyền đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho giảng dạy cho theo chương trình mới. Năm học mới 2023-2024 là năm thứ tư ngành giáo dục huyện Tân Hưng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với sự chủ động của ngành, của các trường, việc đổi mới giáo dục đang được thực hiện khá hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xin được chuyển sang thông tin khác, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Long An vừa tổ chức lễ khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, Công an huyện Tân Trụ trao 3 quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ cho các cán bộ chiến sĩ đạt thành tích trong năm 2023. Cụ thể, quyết định về việc khen thưởng 1 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích trong công tác cứu nạn cứu hộ, quyết định khen thưởng 11 cá nhân đạt thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và khen thưởng 1 cán bộ chiến sĩ có thành tích trong chuyên án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Huyện Tân Trụ sẽ tiếp tục lãnh đạo phát triển theo hướng công nghiệp trong cái thời gian tới để phát triển huyện nhà. Và một số tình hình phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế thì các cái tệ nạn xã hội như các cái vụ việc xảy ra như là các buôn bán ma túy thì cũng được các cái ngành nghiệp vụ của công an tỉnh chúng ta phối hợp rồi triệt phá rất là kịp thời, để lại các cái lòng tin của người dân đối với cán bộ chiến sĩ của ngành công an cũng như là góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong cái thời gian tới. Việc kịp thời khen thưởng nhằm ghi nhận động viên các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn trật tự cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Tân Trụ.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật cho cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, 17 xã, thị trấn. Theo đó, các cán bộ chiến sĩ được thông tin về đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn năm 2021-2027, thông tin tình hình chấp hành pháp luật kỷ luật của trên, của đơn vị và trên địa bàn. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ còn tham gia thi tìm hiểu về pháp luật dưới dạng những câu hỏi trắc nghiệm về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Thưa quý vị, thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng vi phạm luật giao thông ở lứa tuổi này vẫn diễn ra khá nhiều. 10 tháng năm 2023, Long An là một trong 10 địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 16 người, bị thương 9 người. Trong đó có những vụ là do học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, 10 tháng của năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ gần 200 trường hợp có liên quan đến học sinh sinh viên. Các hành vi mà học sinh sinh viên thường vi phạm là không chấp hành tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy điện. Ngoài ra, còn có cả trường hợp học sinh sinh viên điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Mới đây, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã đưa ra thông báo cho biết khoảng 4,4 triệu người ở 95 quốc gia trên thế giới không có quốc tịch hoặc có quốc tịch không xác định. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn. Theo cơ quan trên, phần lớn những người không có quốc tịch là thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số, điều vẫn tồn tại dai dẳng bấy lâu nay và khiến họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống. Việc không được công nhận là công dân của bất kỳ quốc gia nào khiến những người không có quốc tịch không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và bị gạt ra ngoài lề trong nhiều hoạt động kinh tế và chính trị. Thậm chí, họ bị đối xử, bóc lột và lạm dụng. Do đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn kêu gọi các nước có những thay đổi chính sách và pháp luật, đồng thời có các chương trình hành động để bảo vệ quyền lợi cho những người này nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Quỹ tiền tệ quốc tế mới đây nhận định nền kinh tế châu Âu có khả năng sẽ sớm ngăn chặn được suy thoái kinh tế và hạ cánh mềm. Tuy nhiên, châu lục này vẫn mất thêm vài năm nữa để có thể đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Theo phân tích của Quỹ tiền tệ quốc tế, nền kinh tế châu Âu khó có thể sụp đổ dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đã liên tục tăng lãi suất trong hơn một năm qua nhằm kiềm chế lạm phát cao. Tiền lương tăng là yếu tố chính hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của châu Âu. Mặc dù vậy, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng lưu ý động thái tăng lương có thể dẫn đến nguy cơ gây ra áp lực lạm phát cao hơn, đặc biệt trong điều kiện năng suất không có sự cải thiện tương xứng với tiền lương mới. Về tăng trưởng của các khu vực trên thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng không có nhiều thay đổi lớn trong ngắn hạn. Các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong khi đó, xu hướng tích cực nhất trong hoạt động kinh tế toàn cầu hiện nay là các nền kinh tế mới nổi. Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá các ngân hàng trung ương của các nước có xu thế điều chỉnh lãi suất theo hướng chững lại hoặc tăng mức cao kỷ lục. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng tín nhiệm của Mỹ từ mức ổn định xuống tiêu cực với lý do thâm hụt tài chính lớn và suy giảm khả năng chi trả nợ. Moody's cho rằng sự phân cực chính trị tiếp diễn trong Quốc hội Mỹ làm tăng nguy cơ các nhà lập pháp sẽ không thể đạt được sự đồng thuận về một kế hoạch tài chính nhằm làm chậm sự suy giảm khả năng chi trả nợ. Tuy nhiên, dù thay đổi triển vọng xuống tiêu cực, nhưng Moody's vẫn duy trì mức xếp hạng của Mỹ ở mức cao nhất là 3A dựa trên tín nhiệm và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Trong phản ứng ngay sau đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ phản đối việc Moody's hạ triển vọng tín nhiệm từ ổn định xuống tiêu cực. Theo bộ trên, nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và chứng khoán kho bạc Mỹ vẫn là tài sản an toàn và thanh khoản ưu việt của thế giới. Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn thể hiện cam kết với sự ổn định tài chính. Hiện Moody's là hãng xếp hạng tín nhiệm duy nhất trong 3 hãng xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới duy trì mức xếp hạng cao nhất dành cho nước Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, Fitch đã hạ bậc tín nhiệm của Mỹ từ mức 3A xuống 2A+ do bế tắc liên quan trần nợ công, trong khi Standard & Poor's đã hạ mức tín nhiệm của Mỹ xuống mức 2A+ từ năm 2011. Nhật Bản sẽ phải hủy bỏ nhiều lễ hội pháo hoa thường niên do tình trạng thiếu kinh phí trầm trọng. Đây là kết quả khảo sát mới được hãng tin Kyodo công bố. Kết quả khảo sát cho thấy, từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 25 lễ hội pháo hoa tại Nhật Bản phải hủy bỏ,
phần lớn là do chi phí vật liệu cao và các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn. Dự kiến nhiều lễ hội pháo hoa sẽ bị hủy bỏ trong năm sau và cả những năm tiếp theo nữa. Các nhà tổ chức lễ hội gặp khó khăn trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các công ty và người dân địa phương vì một số doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống, đã đóng cửa khi đại dịch COVID-19 tấn công ngành du lịch. Các màn trình diễn pháo hoa là một hoạt động đặc sắc trong mùa hè tại Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách cả trong và ngoài nước. Chi phí để tổ chức những màn trình diễn này rất cao, thường do cả khu vực công và tư nhân tài trợ. Tuy nhiên, những sự kiện này ngày càng khó tổ chức do trợ cấp của chính phủ, cũng như hoạt động tài trợ và quyên góp của doanh nghiệp giảm dần. Ước tính, việc bắn 1.500 quả pháo hoa trong 30 phút sẽ tiêu tốn hơn 5 triệu yên, tương đương khoảng 33.000 đô la Mỹ. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.